chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối và cách cân chỉnh âm thanh trên máy tính của Amply có kết hợp mixer ở trong là BF9900A này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cân chỉnh bên phần micro. Micro thì mình sẽ là xài micro BF. Đây mình sẽ ghim vào BF và chúng ta sẽ cân chỉnh trên đây. Khi chúng ta chỉnh thì cũng ra cũng cân chỉnh bên phần volume tổng trước để cho mình chúng ta khỏi dễ bị đứt loa. 1 2 3 6 7. Alo. 1 2 3 6 7 7. Alo. Các bạn nghe là tiếng bass và tiếng chép là khá là ok. Tiếng bass khá là chắc. Alo. 1 2 3 6 7 6 7. Ở đây mình sẽ nâng tiếng chép lên một tí. Đây là phần cắt tiếng bass và cắt tiếng chép. Alo, 1, 2, 3, 6, 7. Alo, 6, 7. Alo, 1, 2, 3, 6, 7, 7. Alo. Cái phần mic thì chúng ta cũng cân chỉnh giống như là phần nhạc. Ba cần đầu của mình là bass, hai phần kế tiếp là mic, hai phần cuối là chép. Đây, mình có thể lên xuống. Còn hai phần cuối cùng, hai dòng cuối cùng, phần bên đây là cắt tiếng chép để nó cắt tiếng hú cho mình, nhưng mà chất âm vẫn là khá là hay. Còn đây là cắt tiếng bass. Mic thì mình chỉnh cũng là tùy thuộc vào mình sử dụng trong căn phòng của mình là lo gì và thiết bị gì. Bây giờ tại mình là đang xếp là micro có dây K9000 nên chất âm nó sẽ khác. Còn nếu mà các bạn xài micro mà loại khác thì chất âm nó ra sẽ khác. Lúc đó sẽ kỹ thuật sẽ hướng dẫn hoặc là cân chỉnh lại cho các bạn. Còn phần cuối cùng là phần effect, chúng ta có thể là lựa chọn trên đây để lưu file. Đây, mình có thể lưu file hoặc chọn file nào mình thích. Đây, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng công dụng của từng nút. Alo, 1, 2, 3, 6, 7, 7. Đây là nút gạt. Mình sẽ kéo xuống thì các bạn sẽ nghe âm thanh nó sẽ khác. Alo, 1, 2, 3, 3, 6, 7. Cái tiếng của mình nó sẽ là không được nhảy theo nhiều. Khi chúng ta nâng lên thì tiếng dạ, nó sẽ khác. Chúng ta có nghe là tiếng nhảy nó sẽ rất là... Alo, 1, 2, 3, 6, 7, 7. Đây. Còn delay thì là nhanh chậm. Alo, 1, 2, 3, 3, 6, 7. Và bây giờ mình sẽ nâng lên. Alo, 1, 2, 3, 6, 7, 7, 7, alo. Còn đây là volume echo. Echo thì nó hỗ trợ cho mình tiếng hát, giống như trên phần Amply của mình thôi. Nhưng mà cái này là của mình là hết trên máy tính thì nó sẽ là chi tiết và nó hay hơn. Alo, 6, 7, 7, alo. Nó sẽ tạo ra cho tiếng vang của mình, nó sẽ hỗ trợ cho mình tiếng hát nhiều hơn, nó sẽ hay hơn. Còn bên đây là phần echo, nhưng mà là cắt tiếng chép bên phần echo. Đây. Còn bên đây là echo B. Đây là giống như là hai cái đầu. Hai đầu của mình là bên kênh A. Còn phần dưới cuối cùng là phần kênh B. Nhạc và tiếng nháy và delay là nhanh chậm. Bên đây thì chúng ta cũng có thể là cân chỉnh cũng giống như vậy. Đây chúng ta có thể tăng tất cả cái volume max, thì chúng ta có thể là tăng lên volume tổng cao nhất là 80. Nhưng mà tùy thuộc vào căn phòng của mình thì mình nên sử dụng đến mức ok nhất.
chứ không bao giờ mình cũng phải bao giờ mình cũng là để máy 80. Nếu máy 80 thì chúng ta là sau khi chúng ta lưu cái file này lại thì cái file này nó sẽ nằm trong cái âm ly này. Nếu mà chúng ta cân chỉnh tay trên đây mà max volume tới 80 thì loa của mình là chắc chắn là sẽ phải đứt. Trên đây chúng ta cũng có thể là điều khiển, nhưng mà nếu mà chúng ta set trên máy tính sau khi chúng ta tắt nguồn và mở lại thì nó sẽ vẫn là cái file của mình lưu trên máy tính chứ không phải là file lưu trên tay giống như của mình. Nên các bạn hãy lựa chọn mà cái file mà đúng sử dụng để cho cái thiết bị của mình không dễ bị hư hỏng. Đóng phần mic thì thường là ví dụ 20 thì chúng ta có thể để trường hao là khoảng 24-25. Khi người nào mà hát nặng thì chúng ta chỉ cần nâng lên giảm volume lên là cỡ 20-22 là ok. Phần nhạc cũng vậy và phần effect cũng vậy. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu file. Ví dụ mà đang file này mình đã, nếu mà set cảm thấy ok là mình bấm vô phần save sẽ hiện lên bảng này và mình chỉ cần bấm là tên cái lưu file của mình thôi. Đây ví dụ là VDA đi. Đây mình chỉ cần bấm save. Đó, đọc vào phần save đã lưu lại. Và bây giờ mình sẽ đưa cái file đó vào import. Mình bấm vào VDA và bấm vào open. Và sau đó mình là block để cái file đó lưu vào và chạy bằng máy tính. Đây trên cái âm ly khi sau khi mình kết nối máy tính nó sẽ là hiện như vậy. Và bây giờ mình sẽ rút máy tính ra và cho bạn thấy là mình đã lưu file nó lại. Trên đây là của mình là lan là 2, mic là 20, effect là 4 37. Đây các bạn thấy 2 20 37. Và đây là sau khi mình tắt nguồn mà mình lại mở lại, các bạn thấy music 2, effect 37, mic 20. Và trên máy tính của mình là đây, Music 2, Effect 20, Mic 20, Effect 37. Sau khi chúng ta rút dây ra thì nó sẽ là mất kết nối, là chúng ta không thể là cân chỉnh được nữa. Và trên đây là chúng ta là Max là 25, Music Max 25, còn đây Mic Max là 28. Đây mình sẽ chỉ các bạn trên đây. Bên phần Music là 2 đúng không? Đây, Mic Volume, Mic Music chúng ta dặn là chỉ tới mức 25 nữa nó sẽ dừng lại, chúng ta không dặn lên được nữa. Đây, 25. Đây, chúng ta chỉ dặn tới 25, không lên được nữa. Bên phần Mic cũng vậy, mic mình để 28 thì nó chỉ tới 28 thì nó sẽ không quay được nữa. Volume max là 28 rồi. Cái này phép cũng vậy thôi, do mình cân chỉnh là mình để khóa là được bao nhiêu. Đây là cách hướng dẫn các bạn là cân chỉnh trên máy tính của âm ly có kết hợp mixer BF990A. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn hãy ghé Vida Shop, các nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn cân chỉnh cho các bạn cùng thưởng thức. Và bây giờ Vida Shop xin chào tất cả các bạn.